anh nghĩ cái đề tài này không phải là nhà sản xuất nào cũng dám mạo hiểm. Với những cái đề tài như vậy thì khán giả nên dành sự ưu ái cho những cái bộ phim như vậy. Khi mà xem trailer của bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa thì thật sự là Vân Trang cũng hơi lo ngại một tí xíu. Không biết là với cái mặt bằng phim hiện tại bây giờ của Việt Nam mình, xu hướng thì khán giả lại thích hài hơn. Tuy nhiên thì Vân Trang nghĩ là có một cái điểm sáng mà Vân Trang hy vọng ở bộ phim này, đó chính là mang tới được xúc cảm cho người xem. Đường Làng mong rằng cuốn phim này sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Con là con của má, bây giờ con nói không phải là con là sao hả Nam? Con bà đâu rồi? Con bà là thằng giết người. Cảm giác của Hữu Tính thì sau khi xem xong một bộ phim hết sức là xúc động, làm cho Tính khóc rất là nhiều. Một bộ phim quá là hay, rất đáng để xem. Chắc chắn là những ai yêu gia đình và yêu mẹ của mình sẽ chọn bộ phim này để mà thưởng thức. Khi mà xem bộ phim này tôi nghĩ là dù trong mọi hoàn cảnh nào thì mẹ lúc nào cũng luôn là người nhận ra con. Mà cái tình yêu thương đó là một cái sợi dây vô hình gắn kết giữa hai mẹ con mà không có điều gì có thể mà tách rời ra được. Nó là vô cùng xúc động và phải nói là cảm ơn ekip và sản xuất bộ phim. Đây sẽ là món quà rất là tốt, nhân ngày làm mẹ đang rất là ấn tượng. Muốn gửi tới một thông điệp với tất cả mọi người là hãy cùng nhau xem phim để hiểu đâu đó ra các bạn sẽ nhìn thấy mình ở trong bộ phim này. Kịch bản khiến cho mọi người đều cảm thấy mình ở trong đó, cảm thấy đâu đó và các hình ảnh của mẹ. Mình hy vọng là mọi người sẽ đến rạp vào ngày 5 tháng 5 để xem phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Nhớ đem theo khăn giấy để chậm nước mắt cho mình và chậm nước mắt cho mẹ mình.